Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta về phần số 2 của đề thi thử vào 10 của Thanh Hóa nhé. Nào, bây giờ các em sẽ bắt đầu với phần bài tập đọc điền này. Bài này của chúng ta nói về teenagers là các bạn thanh thiếu niên, các bạn ấy gặp các kỳ thi á, đấy thì các bạn ấy cảm thấy căng thẳng bởi vì một vài những lý do khác nhau. Tương lai của họ thì có thể dựa vào cái kết quả bài thi của họ, và rất nhiều người trong số họ sẽ có lẽ e sợ về cái thành tích của họ sẽ không tốt bằng những người bạn bè, và có thể cảm thấy lo lắng khi mà bị chấm 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 một cách tiêu cực đối với họ. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là gì? Khi mà bị mang ra so sánh đối với người khác thì cảm thấy là bị lo lắng, feel worried. Thế nên ở đây bây giờ chúng ta sẽ có từ nào có thể đi được với dưới từ to? Thì trong câu này của các em, các bạn sẽ chọn cho cô đáp án A nhé. Khi bị mang ra so sánh đối với ai này? Đây, kiến thức của chúng ta, to be compared to somebody, so sánh với ai. They may feel so chấm chấm. Họ có thể cảm thấy là quá chấm chấm bởi cái lượng bài vở học hành mà họ cần. Nào, thì bây giờ chúng ta hiểu là sâu mà chúng ta cần ở đây là một tính từ. Khi mà nhiều lượng bài vở cần phải làm thì họ sẽ cảm thấy là mệt mỏi, kiệt sức. Nên ở đây các em sẽ chọn đáp án là đáp án B nhé, là từ exhausted. Excited này, thú vị. Embarrassed, lúng túng. Relaxed, thư giãn. Rồi sang 33, từ every, many, much và từ each, bây giờ chúng ta có thể chọn được gì ở đây? To obtain a good result, để có thể đạt được kết quả tốt thì họ có thể là phải từ bỏ rất nhiều các hoạt động giải trí như là chơi thể thao và nghe nhạc. Thì đằng sau ở đây chúng ta nhìn thấy là danh từ số nhiều rồi. Và danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ cần sử dụng là từ many nhá. Many ở đây thì các em sẽ chọn đáp án B. Câu 34 này, đại từ quan hệ này. Các bạn thanh thiếu niên, những người mà gặp phải cái sự mệt mỏi trong kỳ thi thì đã cho thấy những cái triệu chứng như là ăn không ăn miệng này, không thể ngủ được và thiếu động lực để học hành chấm chấm. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây cho cô, các bạn sẽ sử dụng ở đây đó chính là từ who nhé, bởi vì đây là động từ này, và bây giờ các em sẽ nhìn thấy đây chính là danh từ chỉ người. Nào, sang 35 này, cái từ liên từ nhé, mặc dù, tuy nhiên, sau đó chấm chấm này rất quan trọng đối với các thầy cô giáo và cha mẹ để mà để ý những cái dấu hiệu như vậy và có thể là hỗ trợ và khuyến khích nhiều nhất có thể. Bây giờ các em sẽ hiểu ở đây chúng ta sẽ cần chọn ra một đáp án ở đây, đó chính là đáp án D nhé, là therefore, sau đó, để phải hỗ trợ các bạn. Nào, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu này ở đây của chúng ta là nói về Vịnh Hạ Long, là một di sản thế giới UNESCO và là điểm đến du lịch nổi tiếng được ưa chuộng ở tỉnh Quảng Ninh, ở phía đông bắc của Việt Nam. Rồi, ở Quảng Ninh nha mọi người nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có ở đây sang 36 này. Ý chính của bài này như thế nào? Đáp án A, Vịnh Hạ Long, một di sản của thế giới. Đáp án B là vẻ đẹp thiên nhiên ở Vịnh Hạ Long. Đáp án C là cuộc sống của mọi người. Và đáp án D là các đặc điểm về địa lý của Vịnh Hạ Long.
Nào, bây giờ chúng ta nhìn coi nhé. Đây ý chính này, Vịnh Hạ Long đấy là di sản UNESCO. Đằng sau người ta nói là những người dân làng họ làm gì này, lối sống của họ ra sao này. Đó. Và có làng chài này thì được xếp vào là những ngôi làng đẹp. Thế do đó là các em sẽ chọn được đáp án là đáp án A nhé, là đáp án tổng quát. Còn các đáp án khác còn lại là đáp án chi tiết ở trong từng đoạn ấy thì sẽ không thể là ý chính được. Nào, sang 37, từ đây của chúng ta trong đoạn số 2 ám chỉ gì? Là chúng ta coi từ đây nha. Đây, thì em muốn biết từ đây này thì em phải coi ở phía trước. Những người dân làng là họ dành cả ngày câu cá và looking after the sea life và để ý chăm sóc đến đời sống của sinh vật biển. Sau đó là họ đưa thuyền đi vào đất liền để mà bán cá, để đổi lấy những thứ như là đồ ăn, nước uống hay là quần áo. Thì các bạn sẽ có từ they ở đây cho cô, đó chính là the villagers, chính là những người dân làng. Nên ở đây em sẽ chọn được cô đáp án là đáp án C nhé. Tiếp theo sang 38 nào. Theo đoạn văn sau, the villagers lifestyle là phong cách sống của những người dân làng có thể dường như chấm 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 đối với rất nhiều người. Nào, lifestyle của người dân làng thì như thế nào đối với mọi người? Đây thì em sẽ có luôn câu này cho cô, là lối sống của họ thì dường như strange, rất là lạ kỳ đối với rất nhiều người. Đó, và từ strange này ở đây, từ lạ kỳ ở đây thì các bạn sẽ khoanh đáp án B nhé. Peculiar, từ này chúng ta sẽ bằng từ strange, có nghĩa là lạ kỳ. Ordinary là bình thường, dangerous là nguy hiểm và special là đặc biệt. Nào, sang 39 năm, từ preserve ở trong bài này gần nghĩa từ gì? Đó chính là từ bảo tồn nha, các bạn sẽ khoanh luôn C luôn nhé. Nào, sang 40 nào, theo đoạn sau, cái nào sau đây không đúng, chọn đáp án không đúng này. Đáp án A là Vịnh Hạ Long thì có nhiều hơn 1.600 hòn đảo lớn nhỏ. Nào, chúng ta sẽ nhìn nha cô. Ở đây thì các em sẽ thấy là thông tin này là thông tin có ở trong bài nhé. Là câu đấy là câu có rồi. Nhưng mà chúng ta chọn đáp án sai nhé. Nào, tiếp theo đáp án B. Bởi vì là làng chài thì nên là những đứa trẻ ở trong ngôi làng chài thì sẽ không đi học. Don't go to school. Mà mọi người sẽ nhìn thấy cho cô ở trong bài này, các bạn sẽ thấy là hầu hết các bạn nhỏ thì đi đến cái ngôi trường nhá các bạn nhá. Và sau đó dành cái giờ còn lại của họ để mà học các cái kỹ năng quan trọng như là bơi và đánh bắt cá. Nên là các em có đi học. Thế nên ở đây của chúng ta, don't ở đây là không đúng. Và các bạn sẽ chọn cho cô đáp án ở đây, đó chính là đáp án B, là đáp án sai. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần writing nhé. Câu 41, what a pity, I can't visit my grandfather very often. Là thật là tiếc, tôi không thể đến thăm ông của tôi thường xuyên được. Thì bây giờ câu ước thì chúng ta sẽ cần hiểu là mọi người sẽ lùi thì. Chủ ngữ 1 đi với wish. Sau đấy các bạn đến với chủ ngữ 2 rồi động từ lùi thì nhá. Và cụ thể hơn thì mơ ước ở tương lai chúng ta sẽ sử dụng là chủ ngữ đi với could cộng với verb. I wish I could visit my grandfather very often. Nào, sang 42. Despite of his dislike for coffee, mặc dù là cái sự không thích của cô ấy đối với cà phê, nhưng mà cô ấy vẫn uống nó để mà giữ cho cơ thể ấm áp. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây từ, ôi nhưng mà sao là despite of nhỉ? Coi nhá, coi để ở trường
trường đấy có bị lỗi nhá. Quay lại sao, sao thế nhỉ? Chờ xíu nha, cũng check check lại cái này. Tại vì có thể đề của trường này thì cũng có lỗi, mà có thật là còn lỗi này hay không nhỉ? Các bạn làm cùng với cô, các bạn cũng biết là phần đầu tiên là có một câu của phần phát âm là không có đáp án đúng rồi đúng không? Để coi nha. Coi nha, hay là đánh máy sai này. Ồ, để trường bị lỗi đấy các bạn. Nào, thế thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ bỏ cái từ này đi. Bỏ up này đi. Vì display không có up, inspire thì mới là inspire up nhá. Rồi, thế thì từ đấy câu này của chúng ta là mặc dù cô ấy không thích cà phê. Although she doesn't like coffee. She drank it to keep Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang 43. À, câu 43 là cảnh sát phạt rất nhiều người ở trong thành phố của tôi vì đã không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cái này là trong đợt dịch. Thì bây giờ các em sẽ có ở đây là sau động từ phải, chúng ta có ở đây là một tân ngữ và lên làm chủ ngữ, thì là rất nhiều người ở trong thành phố. Dạng bị động của quá khứ thì chúng ta sử dụng ở đây là were fired. For not wearing masks in public by the police. Nào, tiếp theo sang 44 này. Câu hỏi này quá khó đến nỗi là không ai có thể trả lời nó đúng được. Các em sẽ có ở đây biến đổi thành dạng it cộng to be cộng such cộng a ân tính từ danh từ nhá. Such a difficult question that no one could answer it correctly. Nào, sang 45. Bạn đã làm gì để tránh coronavirus? Linda nói với tôi. Tức là Linda hỏi tôi. Và chúng ta sử dụng câu gián tiếp. Thì các bạn sẽ sử dụng nguyên từ để hỏi này này. Và hỏi tôi thì chúng ta use biến thành I này. Hiện tại hoàn thành have done thì các bạn biến thành quá khứ hoàn thành nhé, là have done. To avoid coronavirus. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ viết lại câu rồi từ gợi ý 46. Mọi người nói rằng Thế vận hội lần thứ 32 sẽ được tổ chức ở Cambodia. À, trong câu này của chúng ta sẽ thấy đây chính là kiến thức của câu bị động dạng đặc biệt. Các bạn có it cộng với to be cộng với phân từ 2 của động từ 1. Sau đó cộng với that và chúng ta bên nguyên về 2 xuống ạ. Chúng ta 2 của động từ 2 cộng tên ngữ. Câu này hay cần được gọi là câu bị động không ngôi, câu bị động sử dụng động từ tương thuật. Đấy, kiểu đấy. Nào các bạn, có từ say thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây thành từ set nhé. Sau đó các bạn dùng that và các bạn viết nguyên câu xuống nhé.
Nào tiếp tục các bạn chuyển sang câu số 47. I will never met any more dependable person than Josh. Mình chưa từng gặp bất kỳ ai mà đáng tin cậy hơn so với Josh. Thì từ đấy các em sẽ ra được ở đây là Josh là người đáng tin cậy nhất mà mình từng gặp. Nên chúng ta sẽ sử dụng so sánh nhất. Josh is the most dependable person. Một vế chúng ta sử dụng dạng so sánh nhất rồi. Thì đằng sau chúng ta sẽ sử dụng ở dạng hiện tại hoàn thành. That I for Matt. Nào, sang 48 này. Những chú chó thì đi bộ ở công viên của thành phố. Thì những chú chó này cần phải được xích lại. Bây giờ trong câu này của chúng ta được gợi ý là từ but, thì chúng ta sẽ kết nối lại với còn lại, chúng ta sử dụng từ but thôi. Dogs can walk in the city park, but chúng ta có thể nối cái từ này từ they. Từ they của chúng ta có thể thay cho từ dogs nhá, là chúng nhá. Must be on a leash. À, tiếp theo sang 49 nào. Người đàn ông đó là một giám đốc. Con trai của ông ấy bị ốm. Rồi, câu này của chúng ta sẽ là the man is the director. Mối liên hệ ở đây là mối liên hệ về tính từ sở hữu. Nên các em cô cho chúng ta viết như thế này thì sẽ ok hơn này. Đây nhá, chúng ta bây giờ cô sẽ cho chúng ta cái vế này lên trước. Rồi chúng ta sẽ có ở đây là người con trai của ông ấy bị ốm. Thì cái người đó làm công việc là is a director, là công việc là một giám đốc. Thế thế này là sẽ ok hơn này. Nào sang câu 50. The Prime Minister was determined to remain in office. Là ngài thủ tướng thì quyết tâm là vẫn ở lại văn phòng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có từ intention. Thì bây giờ các bạn sẽ làm như thế nào? Đây chúng ta có kiến thức như sau này. Các bạn có thể học cho cô là have every intention of voting. Là có ý định làm gì? Nào một dạng số 2 chúng ta có thể sử dụng cho cô là have no intention of voting. Là không có ý định làm gì. Rồi, thế thì cái cách dễ nhất của câu này chúng ta có thể sử dụng cho cô là have every intention of, sorry, chúng ta có động từ ở đây là remain, thì các bạn sẽ sử dụng cho cô là remaining in office nhé. Rồi cách số 2 của em, nếu mà em sử dụng là không có ý định thì bây giờ em phải ngược nghĩa về cái câu gốc ở trên bài. Các bạn có cách số 2 này là had no intention of resigning from his office. Là không có ý định từ chức. Cái từ resigning ở đây của em có nghĩa từ chức nhá. Thì có thể cách dễ nhất cho các bạn học sinh là các bạn sẽ làm theo cách 1.